Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình có nhận được một miếng thép vòng bi của anh Quận ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Anh Quận thì anh gửi cho mình miếng vòng bi này nặng 1,9 cân, là thép vòng bi Nhật. Đây, hãy xem này, vẫn còn khắc chữ Japan của Nhật đây này. Japanese của Nhật Bản. Đấy, hàng của Nhật thì ok rồi, không có gì phải bàn cãi. Và anh ấy làm hai con dao từ cái thép vòng bi này. Đấy, anh ở tận Cà Mau, anh ấy tin tưởng mình và gửi dao ra cho mình để mình làm. Thì bây giờ thì mình sẽ làm cho anh hai con dao, một con dao thái và một con dao lọc. Thép này thì bây giờ mình sẽ phải chia ra để làm. Chắc chắn là sẽ thừa thép rồi. Sau này anh ấy nhận dao, anh ấy thấy tốt thì anh ấy đánh thêm. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành là chia thép, sau đó là rèn hai con dao này. Mấy các bạn hãy theo dõi clip của mình làm dao cho anh Quận ở Cà Mau. Đấy, các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, đấy, like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ làm nhờ anh. Bây giờ mình sẽ chia ra nhỉ? Chia ra mỗi con bây giờ... thì 3 lạng thôi, dao thái thì 3 lạng. Nhưng mà bây giờ mình cắt đôi ra chứ đúng không? Hay là để nguyên? Cắt đôi chứ. Cắt đôi chiều dọc này á? Không, cắt đôi như này chứ. Ừ, cắt... bổ ra như này chứ. Bổ đúng thế. Không? Hay như nào? Hay như này. Không, cắt đôi để lấy như này, sau đó là mấy bổ này. Ok. À, thế đấy, không, ý không, em thế còn gì nữa. Như thế thì cũng không đẹp mấy. Thế thì nó chả thế. Cắt đôi chả như này, sau đó lại cắt đánh dài ra, sau đó cắt đôi tiếp. Như thế thì dồn hơi nhiều. Không dồn, chỉ kéo dài ra thôi. Kiểu dễ kéo dài hơi nhiều đấy. Vì em thấy nó dày như này, em nghĩ là như anh bảo ban đầu ấy. Cắt phát này nhau, bổ phát này nữa là đẹp. Đúng không? Cái này thì chạm à? Hay là như nào? Không. Hay là cứ đập ra rồi bị chạm? Không đập đâu, máy cắt chứ. Ừ. Máy cắt như này để kẹp à? Hả? Cắt. Bây giờ cắt xong phát. Cắt như này ra, sau đó là cho vào giãn thẳng nha. Còn mài cái này đi này em này. Mài cái này đi nữa này, không thì đánh nó ba via là thành. Không, kẹp, không, kẹp. Không kẹp thép này. Ok. Mài. Rồi, chỉ khai thôi. Xong rồi, cái miếng này thì sẽ mang đánh để hai con. Thép thì nhìn thì các bạn thấy cắt ra đúng không ạ? Rất là sáng. Đặc trưng của vòng bi. Loại này thì riêng lò xo là sẽ không có cửa rồi. Về độ sắc cũng như độ giữ cạnh là vòng bi là nó hơn hẳn luôn. Chia được hai nôi ra rồi, bây giờ sẽ đi rạch. Cái phần rãnh này bây giờ thì sẽ này phải mài ấy. Mài đi. Mài đi là được. Mài đi không nó dính ba viên. Đúng rồi, này sẽ mài đi. Đây có cái rãnh nhỏ đây này các bạn ơi. Đấy. Khá sâu đấy. Đánh bây giờ đang đánh tiến hành làm dao rồi. Một con dao thái và một con dao bầu lọc. Không quá nhọn.
không anh? Ra tải 25 phân, lồng 4 đấy. Bông bi này có vẻ là sẽ rất là sắc. Thì tính chất của nó cái này thì nó không quá là cương đâu, nó không cương quá nhiều, nó có độ dẻo của nó. Các bạn có thể thấy rằng là thợ đánh rất là cẩn thận hai bề mặt dao. Tuy nhiên là về cái vết vết búa ấy, nó sẽ không thể tránh khỏi được nhá các bạn nhá. Đấy, mình nói như vậy. Sẽ không tránh khỏi được có nốt búa. Nên đánh gọi là phẳng trong cái tầm đánh vết búa là như thế này là rất là đẹp rồi.
bây giờ là đây là hai cái phôi dao làm từ cái thép vòng bi của anh ở trong Cà Mau, anh gửi cho mình. Bây giờ làm xong rồi, hai con dao thái, một con dao lọc. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tôi. Đấy, tiến hành tôi con dao này. Là vòng bi đấy chú ạ. Vâng, vòng bi hết. Ôi, trời lắm đi không? Chặt ra. Con dao chặt mì mẻ hết à? Con này là con này chắc là nó làm cứng quá đi, hả? Vâng, dao này thì không phải dao ở đây rồi. Rồi dao chỗ khác đúng không ạ? Không được chặt phải kiếp chưa? Tay em con đại không nhỉ? Mẻ đấy. Mẻ như răng này. Tránh được rồi, đồ ơi. Bê quá. Mà nó bảo về bê về đèo về còn tất cả tất cường. Bỏ tao rồi, nếu có những bài tao vẫn bị đến nhà. Chúng cứ tôi đi vào vòng bi hết chưa? Cái này mà không nóng là không nắn được. Nắn cho dao vòng bi thì không phải là dễ đâu. Oh.
Đấy, đây là hai con dao làm từ thép vòng bi. Đấy, cho anh ở Cà Mau, anh ấy gửi cái vòng bi ra cho mình làm. Anh tin tưởng và đã gửi dao để cho mình làm hai con dao như thế này. Đây, thép vòng bi nhé các bạn nhé. Thép vòng bi thì nó làm rất là khó, nên là không phải là thợ nào người ta cũng dám nhận làm thép vòng bi. Bởi vì nó đánh thời gian lâu, thì chỉ cần các bạn mà đánh nó hơi bị nguội một tí thì nó sẽ bị nứt ngay. Mà cũng có khi là khi mà mình chưa tôi ấy, thì đường nứt nó chưa hiện ra, và khi tôi xong rồi thì đường nứt nó mới hiện ra cơ. Nên là vòng bi nó làm sẽ khá là khó so với các loại thép khác. Nhưng mà bù lại thì nó lại rất là sắc và giữ cạnh cực kỳ tốt. Đấy, riêng lò xo thì không thể có cửa so sánh được với vòng bi rồi. Vòng bi nó sẽ đứng trên lò xo, sắc bén hơn lò xo, và nó cũng giữ cạnh lâu hơn lò xo. Con này thì anh ấy làm con dao thái. Đấy, mình thấy không? Cái này thì mình mài nhá. Đấy, mình đã mài cho anh đấy rồi để cắt được giấy. Đấy, thì về thì anh ấy có thể tiếp tục mài thêm để nó bén hơn nữa. Vòng bi, mình khẳng định với các bạn, đó là một chất liệu làm dao cực kỳ là tốt. Đấy, sắc và giữ cạnh rất là lâu. Tuy nhiên nếu mà tôi mà không đúng thì nó sẽ rất dễ mẻ, nếu mà đối với dao chặt. Còn nếu tôi chuẩn thì chặt rất là ok. Và giữ cạnh thì nó phải là lâu. Phải nói là trong các dòng phế liệu thì vòng bi nó vẫn là cái loại đỉnh nhất. Nhưng làm nó khó thôi. Rất dễ hỏng. Đây, hai con dao gửi cho anh đấy, bây giờ mình sẽ gửi cho gói và gửi cho anh đấy thôi. Ngoài ra thì mình vẫn có các loại dao, ví dụ như dao chặt củi này, bằng thép lò xo này. Đấy, chặt củi thép lò xo 250.000 một con nhé. Chặt gà cũng thép lò xo này. Chặt gà thép lò xo. Đấy, một mẫu chặt gà thép lò xo này. Hàng là một đổi một, nếu bị lỗi các bạn yên tâm khi sử dụng. Con này là con làm bằng Supap nhé. Thép Supap ô tô. Loại thép Supap ô tô này không phải cái Supap nào cũng làm được đâu các bạn nhé. Đấy, có loại làm được và có loại không làm được Supap ấy nhé. Không phải cái nào cũng làm được. Còn đây là con chặt xương 1 cân này. Chặt xương 1 cân. Đây là hai con dao yếm gửi vào trong Nam. Đấy, con anh khách anh ấy đặt trước một con rồi, bây giờ anh đặt thêm hai con dao yếm nữa. Đấy, dao yếm miền Tây đây. Bạn nào thích làm con dao yếm miền Tây thì IB trực tiếp cho mình số điện thoại 0979 110 188. Hãy dao yếm nhé. Đấy, con này là con dao đi rừng. Một anh ấy đặt có chắn, chắn đồng, khâu đồng. Cán này là mình cán tự làm. Còn cán, những cái cán này là cán đi mua luôn. Đấy, đi mua sẵn hàng công nghiệp. Nguyên gỗ thì vẫn là gỗ tốt nha các bạn nhé. Đây là gỗ cẩm này. Con này thép lò xo. Rồi con này con dao bảo lọc thép lò xo này. Rất là sắc bén. Mình chưa làm những loại dao từ những loại thép tốt, nên các bạn yên tâm về chất lượng dao. Hàng thì là một đổi một, nếu bị lỗi nên các bạn yên tâm nhé. Ngoài ra thì vẫn có cao ngựa bán. Cao ngựa rất dùng rất tốt là cho sức khỏe. Ngâm rượu hoặc là ăn trực tiếp. Một lạng. Đây là một lạng nhé. Mỗi túi này là một lạng này. Đấy, cao ngựa nguyên chất. Nấu thủ công 7 ngày liên tục. Không phải nấu nồi áp suất nhé. Bạn nào muốn mua làm quà, hoặc là mua để cho những người mà yếu, sức khỏe suy nhược. Đấy. Thì bạn có thể mua với mình. Số điện thoại 0979 110 188. Cái loại này mình còn dùng nên các bạn yên tâm. Ngoài ra thì có dao mèo cả vỏ đây. Dao mèo cả vỏ này. Thép lò xo. Dao mèo cả vỏ thép lò xo. Bạn nào muốn mua dao thì IB trực tiếp mình số điện thoại 0979 110 188 nhé. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi clip của mình. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, và chúc tất cả các bạn sẽ tìm được con dao ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.